Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của BTS, đó chính là ca khúc Butter. Trước khi bắt đầu vào bài học thì mình rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nha. Trong quá trình học thì mọi người có cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn nha. Ok, vậy giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học ngay thôi. Ok, mình sẽ vuốt cái chân như thế này, hấp qua. Ok, chân bên phải mình sẽ dẻ qua như thế này, còn chân bên trái mình sẽ trụ lên trên, vuốt hai lần giống như vậy. Ok, phần tay mình sẽ vuốt tay trái trước qua đầu một cái và tay phải một cái, còn phần tay trái mình sẽ đưa ra như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ kết hợp cả hai cái lại với nhau là sẽ thành cái động tác đó ha. 1, 2 và 3, 4 và. Ok, chân của mình sẽ là 1, 2 và 3, 4 và. Mình sẽ đạp hai lần. Rồi chậm nha. 2 đi. 1, 2 và 3, 4 và. Sau đó phần tay mình sẽ đếm sau nha, mình sẽ để phần chân trước. 5, 6, 7, 8. Ok, đạp ở đây. 2 đi. 5, 6, 7 và 8. Rồi còn phần tay của mình là như thế này. Sau đó mình đổi hai bên qua, rồi đặt tay lên, đặt tay lên, hấp về. Ok, rồi phần tay và phần chân nè, đặt 1, 2, 3, hấp 4. Khi mà mọi người làm cả hai cái thì nó hơi liệu một chút xíu, cho nên là mình hãy cố gắng mình đếm riêng từng cái trước cho nó thuộc thì thuộc, rồi hãy làm chung nha. Rồi phần chân trước nha. 2 đi và 1, 2, 3, 4. Sau khi mọi người quen xong thì mình sẽ làm cái phần lưng của mình nó gập như thế này để cho nhìn nó ra dáng hơn một chút. Rồi ok, bây giờ phần tay và 1, đặt 2, đặt 3, hấp 4. Ok, và bây giờ khi mọi người quen rồi thì mình sẽ làm chung hai cái lại ha. Tà ấp và 1, đặt 2, đặt 3, hấp 4. Ok, rồi mình sẽ đếm lại. 2 đi. 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, hấp 8. Rồi sau đó mọi người sẽ đặt lên 1, 2, 3. Và ok, chập chập chân, chập chân. Rồi mình lướt qua bên trái một cái về, hai tay mình sẽ để như thế này. Ok, rồi mình lướt lên trên một cái, đặt qua tay, cuộn lại và hôn lên tay một cái. Ok, đếm lại nha. 2 đi và 1 và 2 và 3 và 4. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, cuộn 8, hôn một cái. Ok, rồi sau đó mình sẽ đặt cái chân qua và 1 và 2 3 hạ 4. Ok, 1 và 2 3 hạ 4. Rồi phần chân của mình sẽ là dậm bên chân trái trước và 1 và 2 3 xuống 4. Còn câu 2 thì nó sẽ chậm hơn một chút ở chỗ này, và 5 6 và 7. Ok, rồi mình sẽ làm lại nha. 1 tà 2 tà 3 4 5 6 và 7, tà lên. Sau đó mình sẽ làm lại hai động tác cũ là xong bài. Lướt 1 đặt 2, xoay qua mình phi tự do, dư 5 6 7 8, mình sẽ phi tự do. Ok, và bây giờ mình sẽ đếm lại một lần tổng quát, sau đó mình sẽ ghép với tốc độ chậm nha. 5 6 7 đi. 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8. 1 2 3 4 và 5 6 7 8. 1 tà 2 tà 3 4 5 6 và 7 8. 1 2 và 3 4 phiêu 5 phiêu 6 phiêu 7 phiêu 8. Ok, mình sẽ phiêu tự do. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiêm thử cái tốc độ chậm nha. 5 6 7 8
Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay rồi. Thông qua video lần này thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được phần điệp khúc của ca khúc Butter nha. Đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.